Hoàn cảnh là gì? Tôi tạo ra hoàn cảnh. Nhiều người quá bận rộn tìm cớ. Họ làm cho họ do dự và không đầu tư. Và vì thế thành tích của họ bị giới hạn. Cuộc sống đầy những cớ để cảm nhận sự đau đớn. Cớ để không muốn sống. Cớ, cớ và cớ. Cho tới khi bạn ngừng nói tôi không thể, không có gì có thể bắt đầu được. Thay vì tìm cớ và nói không, nói tôi không thể, thì hãy tìm lý do để nói tại sao tôi không thể. Và câu hỏi cho mỗi người chúng ta, cớ đóng vai trò quan trọng gì trong cuộc sống của tôi? Tại sao tôi cần chúng? Tôi thực sự muốn ở đâu? Tôi thật sự muốn làm gì? Những cớ gì tôi tạo ra cản trở tôi tới đó? Tôi thật sự muốn gì đây? Ước mơ tôi là gì? Và điều gì đang cản trở tôi? Điều gì đang cản trở tôi? Cản trở cái sự thành tựu của tôi đây? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình đã tìm cớ không tu rồi đúng không? Tu ngoài da lơ tơ mơ amateur cho nên bây giờ vẫn còn ngồi đây và khổ quá nè. Và Vân cũng có từng nói sao? Mình là kiến trúc sư vẽ cuộc đời của mình. Mình muốn vẽ cuộc đời mình như thế nào? Và mình hãy bắt đầu vẽ nó đi. Và chúng ta không dám làm. Vì chúng ta không tin chúng ta có thể làm được. Cho nên chúng ta mãi luân hồi sanh tử như thế này nè. Mãi luân hồi sanh tử như thế này. Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái chúng ta muốn đúng không ạ? Đừng nói chi khoan hãy nói việc tu tập đi. Trong cuộc sống này nè, cuộc sống đời ta bà của ta bà có rất nhiều cái chúng ta muốn, chúng ta mơ, chúng ta muốn. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc sống này. Bỏ lỡ qua nhiều cơ hội lắm. Tại sao vậy? Tại vì sợ. Cái cớ rất là lớn. Tại bị bởi thì là. Và mình cho phép mình bỏ quá nhiều cơ hội như thế. Mình không nghĩ là mình làm được. Và mình để cho người ta làm chủ cuộc đời của mình. Và nói thí dụ, mình mơ ước được mở một cái kinh doanh gì đó để làm giàu, để làm có tiền, để làm chủ với người ta. Và mình sợ, mình không có học thức cao, chưa có kinh nghiệm buôn bán, vậy giờ mở thì sẽ như thế nào? Và ước mơ mình có muốn mở một cửa tiệm, rồi thì sao? Mơ thôi, ước mơ vẫn là mơ ước nếu chúng ta đủ hết các cớ để ngừng, không cho chúng ta tiến tới hành động. Thì chuyện gì xảy ra? Thì người khác sẽ mướn mình để xây dựng ước mơ cho người ta, đúng không? Mỗi người trong chúng ta đều có ước mơ, đều có mục tiêu của chúng ta, đều có cái ước mơ nào đó chúng ta muốn làm. Nhưng chúng ta sợ, chúng ta đủ các cớ hết. Và để rồi cuối cùng, người khác mướn chúng ta xây dựng ước mơ cho người khác. Và ta cả đời đi xây dựng ước mơ cho người khác, thành tựu cho người khác và bản thân ta. Vì cớ nhiều quá, vì tại bị bởi thì là vì sợ. Sợ đủ các sợ hết. Tôi nghèo, tôi không có thời gian. Tôi không có giỏi ăn nói. Tôi sợ tôi chịu không nổi. Tôi không tin mình có thể làm được. Tôi rất muốn. Nhưng mà tôi không tin là tôi, bản thân tôi sẽ thành công trong một cái gì đó. Và hãy nhớ, tôi là người tạo ra cái hoàn cảnh này. Và cả đời mình đã là như vậy. Bao nhiêu cái cớ đến với cuộc đời của chúng ta rồi. Quý vị có thấy là rất là nhiều người trong cuộc sống này, khi mình đi đám ma hoặc là khi mà họ hấp hối đó, người thân trong nhà mình cũng vậy thôi. Thì cái có nhiều người sao? Bùi ngùi, nuối tiếc. Tiếc gì? Tiếc còn ước gì tôi còn có nhiều, có thêm thời gian nữa. Vì còn nhiều chuyện làm chưa có xong. Ước gì lúc đó tôi đừng có bỏ lỡ cái đó. Ước gì tôi xả thân để làm. Ước gì và ước gì? Ước gì thời gian quay trở lại? Và khi mà chúng ta cận tử nghiệp tới mà chúng ta còn ước gì nữa thì chúng ta sẽ đi đâu?
Ước gì lúc này tôi có thể nói chuyện để tôi biết được tôi chỉ con cháu tôi vàng tôi chôn ở đâu. Đúng không? Cả đời làm lụng sợ người ta chất chứa nhiều lắm, sợ sợ người ta biết chôn ở góc nhà nào đó, ở gốc cây nào đó, ngoài sau vườn nào đó, tự nhiên bị tai biến đột ngột nằm một chỗ, và bây giờ chỉ có mình nói chuyện với mình thôi. Và bây giờ mình bắt đầu hát bài ca ước gì. Ước gì cho tôi được nói chuyện bây giờ, để tôi có thể cho con cháu tôi biết là vàng tôi đang chôn ở đâu. Và những cái ước gì đó nó rất là nguy hiểm. Ước gì tôi có thể nói cho con cháu tôi biết tiền của tôi vẫn còn chôn đâu đó, vàng bạc vẫn chôn đâu đó, thì coi chừng mình sẽ làm con chó trở ngược lại giữ nhà cho con mình. Thời Đức Phật có kể câu chuyện đó mà, đúng không? Ngài đi ngang ra qua một cái căn, một cái làng để khất thực, và Ngài thấy một con chó sủa chạy theo Ngài và sủa. Thì Ngài ngồi lại và nói chuyện với con chó. Nói chuyện sao không biết, con chó nó bỏ ăn 3 ngày. Và tới chừng chủ về hỏi tại sao ông cù đàm này làm cái gì mà con chó bỏ ăn vậy. Con chó của tôi bỏ ăn, người con trai là chủ của con chó. Và để rồi hỏi tội Phật tại sao như thế, thì Phật mới nói đây là cha của con đó. Vì cái tội ước gì, cái tội ước gì, tội chôn vàng ở sao hè đó, mà khi ra đi chưa kịp nói với con cháu, để rồi phải quay lại đầu thai làm chó trong nhà. Và khi Phật nói chuyện với nó, nói gì đây? Ngươi vô minh lắm, cả đời ngươi làm lụng vất vả để chôn đống vàng này, để rồi đời tiếp nữa ngươi thành loài vật như thế này, thật là vô minh. Và con chó nó khóc buồn, giác ngộ ra được cái sự vô minh của mình, bỏ ăn 3 ngày. Và sau đó chỉ được cái vàng nó ở đâu rồi thì chuyện gì xảy ra? Con chó bỏ xác ra đi. Thấy vô minh chưa quý vị? Và nếu như chúng ta mà ra đi với một cái sự tiếc nuối, một cái sự chưa làm được cái gì đó mà chúng ta cần làm trong cái thiệt, trong cái đời hiện tại này, thì là chúng ta sẽ trở lại theo nghiệp lực mà làm cái con gì đó trong gia đình này. Ông lấy cháu, bà lấy cháu, cha con lấy nhau, vì cặp mắt thường mình không biết được. Và đầu thai cứ nhà này mà đảo lộn hết, lộn hết, khổ chưa quý vị? Cũng là cái tội mà chúng ta ước gì thời gian sẽ quay lại để ta có thể làm được cái gì đó mà ta muốn làm.